chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017 đến nay, thị trường chứng khoán phái sinh đã hoạt động được một năm. Qua một năm đó, thị trường này đã đạt được những con số ấn tượng như thế nào, tồn tại những nhược điểm gì cần khắc phục, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục có những giải pháp gì để phát triển thị trường chứng khoán phái sinh. Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng nhìn lại kết quả hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh sau một năm hoạt động. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi clip tổng kết lại những con số của thị trường chứng khoán phái sinh qua một năm vừa qua. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 227 phiên giao dịch với 4 mã sản phẩm theo thông lệ quốc tế, gồm các mã hợp đồng có tháng đáo hạn là tháng hiện tại, tháng kế tiếp và 2 tháng cuối 2 quý tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018 bình quân đạt 35% một tháng. Đặc biệt, khối lượng giao dịch tăng mạnh từ tháng 5 năm 2018 đến nay khi thị trường cơ sở biến động sụt giảm mạnh. Nếu phiên giao dịch đầu tiên ngày 10 tháng 8 năm 2017, khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 487 hợp đồng, thị trường đã ghi nhận mức giao dịch lên tới 164.872 hợp đồng vào ngày 6 tháng 7 năm 2018. Khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng mạnh, năm 2018 đạt 58.613 hợp đồng một ngày, tăng gấp 5,3 lần so với năm 2017. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường chứng khoán phái sinh ngày càng tăng lên. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh mới liên tục tăng, trung bình mỗi ngày có 153 tài khoản mới. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2018, đã có 39.631 tài khoản giao dịch phái sinh được mở. Trong đó, số tài khoản có giao dịch là 11.225 tài khoản. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước, bao gồm cả hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, chiếm khoảng 1,41% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tổng khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong năm qua đạt 23.305 hợp đồng, tương ứng 0,12% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Cho tới nay, thị trường chứng khoán phái sinh đã có 9 công ty chứng khoán trở thành thành viên giao dịch và thành viên bù trừ, tăng 2 thành viên so với giai đoạn đầu. Theo thống kê, sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD nâng tỷ lệ ký quỹ giao dịch chứng khoán phái sinh từ 10% lên 13%, tỷ lệ tiền mặt để giao dịch lớn hơn tùy quy định của công ty chứng khoán. Ngày 18 tháng 7 năm 2018, thanh khoản trên thị trường này sụt giảm. Thống kê cho thấy, từ đầu tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, bình quân mỗi phiên có 148.400 hợp đồng, trị giá hơn 14.300 tỷ đồng được chuyển nhượng. Trong khi đó, từ ngày 18 tháng 7 đến cuối tháng 7, bình quân mỗi phiên có 106.300 hợp đồng, trị giá gần 990 tỷ đồng được chuyển nhượng. Tuy giá trị giao dịch mỗi phiên rất lớn, nhưng do tỷ lệ ký quỹ giao dịch ở mức thấp, nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ từ 16 đến 18 triệu đồng là có thể mua bán một hợp đồng tương lai có giá trị danh nghĩa 940 triệu đồng, tương ứng với mức giá 940 điểm. Và vòng quay đầu tư nhanh, nhà đầu tư có thể mua vào rồi bán ra hoặc bán ra rồi mua vào liên tục, nên nguồn vốn đầu tư trên thị trường phái sinh không nhiều, chỉ khoảng 1.500 tỷ đồng. Theo VSD, tài khoản ký quỹ trên thị trường gần đây dao động quanh mức 1.500 tỷ đồng. Qua phần tổng hợp vừa rồi, chúng ta có thể thấy được sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán phái sinh kể từ ngày vận hành. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến cho thị trường xuất hiện những lo lắng rằng dòng tiền đang chảy từ thị trường chứng khoán cơ sở sang thị trường chứng khoán phái sinh. Vậy các chuyên gia trên thị trường chứng khoán sẽ có những ý kiến như thế nào về vấn đề này? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Tốc độ tăng trưởng với khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh liên tục tăng so với tháng trước, đặc biệt tăng mạnh khi thị trường cơ sở biến động lớn trong tháng 5 và tháng 6, khi VN30 Index có giai đoạn sụt giảm hơn 100 điểm. Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán phái sinh lúc này đã phát huy được vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro cho giới đầu tư. Không phải tự nhiên mà các nhà đầu tư chuyển sang đầu tư phái sinh nhiều hơn, bởi vì đầu tư trên thị trường cơ sở rất khó trong một xu hướng giảm.
thì đầu tư ở phái sinh thì nó lại rất là khác, bởi vì phái sinh cho phép nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận cả lúc thị trường tăng cũng như là thị trường giảm. Thứ nhất là tỷ lệ khả năng ký quỹ là rất là cao. Tuy mặc dù là với cái quy định ban hành mới nâng tỷ lệ ký quỹ từ 10% lên 13%, nhưng đây vẫn là một cái tỷ lệ khá là hấp dẫn. Thứ hai là nhà đầu tư có thể là cắt lỗ hoặc chốt lời ngay trong phiên giao dịch, thì đây là một cái là cái việc hết sức là thuận lợi mà chúng ta không thể làm được trên thị trường cơ sở. Với một số ưu thế vượt trội và linh động hơn trong phương thức đầu tư, việc dòng tiền chảy từ thị trường cơ sở sang phái sinh, theo các chuyên gia là điều hợp lý. Sự dịch chuyển này cũng sẽ không gây ra tác động tiêu cực gì cho toàn thị trường. Sự dịch chuyển của dòng tiền trong nền kinh tế giữa các kênh đầu tư như chứng khoán, tiết kiệm, vàng, ngoại tệ, hay là cái sự dịch chuyển ngay trong cái thị trường chứng khoán giữa kênh cơ sở và phái sinh, thì tôi cho rằng là mục tiêu cuối cùng của dòng tiền nó chính là lợi nhuận. Và do đó thì chúng tôi cho rằng là cái sự dịch chuyển này rõ ràng trong thời gian vừa qua nó đã diễn ra và nó cũng không phải là một cái vấn đề tiêu cực. Đến khi nào mà thị trường cơ sở giảm đủ lớn và giá cổ phiếu trở về mức đủ hấp dẫn thì tự nhiên dòng tiền họ sẽ quay trở lại đầu tư trên thị trường cơ sở khi mà cái mức giá rất là hấp dẫn mà trong đó kết quả lợi nhuận doanh nghiệp rất tốt. Và chúng tôi bắt đầu nhận thấy có sự dịch chuyển đó. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là đã có sự dịch chuyển về từ cơ sở sang phái sinh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên đó là cái sự dịch chuyển rất tự nhiên của dòng tiền mà thôi. Và khi có cơ hội đến thì dòng tiền có thể lại trở lại cơ sở bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, với sự biến động nhanh và lớn của các hợp đồng trên thị trường phái sinh, giới phân tích cho rằng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng khi tham gia sân chơi này. Để đầu tư phái sinh mà sinh lời thì chúng ta phải dự đoán được xu hướng thật tốt. Nếu như là chúng ta tự tin vào xu hướng của thị mà trong tương lai thì chúng ta có thể hành động theo cái dự đoán đó. Còn nếu chúng ta không thực sự tự tin vào cái xu hướng mà chúng ta có thể dự đoán được thì chúng ta tạm thời đứng ngoài. Cái đây là cái nguyên tắc số 1. Như vậy, sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh đã góp phần hoàn thiện cấu trúc của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền có chảy vào thị trường cơ sở hay thị trường phái sinh, thì điều đó cũng đã chứng minh được sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với giới đầu tư trong và ngoài nước. Vậy cơ quan quản lý sẽ có những đánh giá gì về con số của thị trường chứng khoán phái sinh qua một năm hoạt động? Lý do tăng tỷ lệ ký quỹ thời gian vừa qua là gì? Những nhược điểm nào của thị trường này cần khắc phục? Giải pháp tiếp theo để phát triển thị trường này là gì? Phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Dương Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VITV. Ông có thể đưa ra những cái đánh giá về kết quả của thị trường chứng khoán phái sinh qua một năm hoạt động? Về số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường thì đã có cái sự tăng trưởng vượt bậc. Từ ban đầu chỉ trên 2.000 nhà đầu tư thì cho đến nay đã có trên 39.000 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Về giá trị giao dịch thì cũng có cái sự tăng trưởng rất là đáng ghi nhận. Vì cụ thể là giá trị giao dịch bình quân để tính từ thời điểm mở cửa thị trường cho đến ngày hôm mùng 1 tháng 8 năm 2018 thì đạt trung bình là 3.700 tỷ đồng một phiên. Và số lượng hợp đồng mở trên thị trường thì đạt trung bình là 18 cho đến 19.000. Thế và trong cái hoạt động thanh toán thì là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thì hàng ngày thực hiện cái hoạt động thanh toán lãi lỗ cho các vị thế của các nhà đầu tư, thì cái giá trị thanh toán thì có một cái điều cũng đáng tích cực, đó là giá trị giao dịch lớn nhưng giá trị thanh toán thực về lãi lỗ qua thị trường thì là rất thấp, chỉ 8 tỷ đồng một phiên. Thời gian vừa qua thì Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã đề xuất cái mức tỷ lệ ký quỹ là tăng từ 10 đến 13%. Vậy ông có thể đưa ra những cơ sở để đưa ra cái mức ký quỹ mới này ạ? Hiện nay cái tỷ lệ ký quỹ đối với chứng khoán phái sinh, mà cụ thể là cái sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số, thì hiện nay được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán dựa trên những cái tính toán, những cái phân tích mang tính thực nghiệm. Và cụ thể là chúng tôi dựa trên cái công thức và cái phương pháp luận xác định cái tỷ lệ ký quỹ, đó là cái phương pháp luận định giá rủi ro, gọi tắt là VA. Thì đây là cái phương pháp luận cũng đã được các thị trường quốc tế áp dụng như thị trường chứng khoán Trung Quốc. Thế và cái phương pháp này sẽ dựa trên những cái dữ liệu tổng hợp số lớn về các kết quả giao dịch của những cái sản phẩm hàng hóa gốc của cái sản phẩm chứng khoán phái sinh, cũng như là theo dõi cái sự biến động của cái giá cái sản phẩm chứng khoán phái sinh hàng ngày, đấy, quy mô giao dịch và rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Đấy, và đây là những cái phương pháp phân tích cũng như là
tính toán mang tính chất thực nghiệm để tin cậy. Đấy, và trong cái tính toán của chúng tôi thì cái mức ký quỹ ban đầu khi mà mở cửa thị trường là chúng tôi đang đề xuất là 10%. Và thời gian vừa qua thì cũng dựa trên cơ sở bám sát những cái diễn biến của thị trường, những cái thay đổi về cái biến động về giá thì chúng tôi cũng đã có cái tính toán và cũng đã đề xuất một cái mức nâng lên từ mức 10% cho mức 13%, thì dựa trên toàn bộ những cái đánh giá mang tính kiểm nghiệm thực tiễn cũng như là phân tích những cái yếu tố có liên quan để đưa ra một cái mức đánh giá phù hợp. Và tôi được biết là cái mức ký quỹ vừa rồi sau khi được điều chỉnh thì đã được thị trường đón nhận rất là tích cực, và các công ty thành viên bù trừ thì họ cũng đã có những cái điều chỉnh tương ứng đấy từ phía họ để giúp cho cái hoạt động thanh toán giao dịch của các nhà đầu tư trên thị trường nó trở nên an toàn hơn. Qua một năm qua thì ông có thể chia sẻ về những cái tồn tại và những cái nhược điểm mà thị trường chứng khoán phái sinh cần khắc phục trong thời gian tới là gì ạ? Thì thứ nhất là về cái cơ cấu sản phẩm trên thị trường thì hiện nay thì cũng mới chỉ có cái sản phẩm đầu tiên đưa vào giao dịch trên thị trường, đó là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Nên số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường nhiều, thế tuy nhiên trong đó chủ yếu là các nhà đầu tư cá nhân chiếm trên 99% nhà đầu tư. Nhà đầu tư tổ chức là cái lực lượng chủ đạo đáng phải tham gia thị trường chứng khoán phái sinh thì hiện nay là cũng tham gia vẫn còn rất ít, mới chỉ khoảng 100 nhà đầu tư. Trong đó số lượng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tham gia mới chỉ khoảng 10 nhà đầu tư. Thì đây là cái điểm cũng cần phải tiếp tục được hoàn thiện. Giá dịch vụ, cơ chế về thuế và cái hoạt động giám sát giao dịch của thị trường thì cần tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì là so với thị trường chứng khoán cơ sở thì quy mô của thị trường chứng khoán phái sinh thì chúng tôi cũng nhận thấy cũng còn rất là nhỏ. Xét về giá trị vốn hóa cũng như số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường thì cụ thể là đối với số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán phái sinh hiện nay thì mới chỉ có trên 39.000 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản, nhưng các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cơ sở hiện nay đã đạt trên 2 triệu nhà đầu tư, trong đó có rất nhiều nhà đầu tư tổ chức đã thực hiện tham gia vào đầu tư trên thị trường chứng khoán cơ sở nhưng chưa thực tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Thế còn về giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán cơ sở hiện nay đã đạt đến mức xấp xỉ 200 tỷ đô, trong khi cái giá trị giao dịch và cái giá trị tài sản ký quỹ cho thị trường chứng khoán phái sinh thì hiện nay vẫn còn ở cái mức thấp. Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ đưa ra những cái giải pháp gì để phát triển thị trường này trong thời gian tới ạ? Là đa dạng hóa cái sản phẩm hàng hóa trên thị trường, bám sát đúng mục tiêu và định hướng phát triển thị trường đã được nêu ra trong cái đề án phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thì theo đó là thị trường sẽ phát triển theo lộ trình từng bước. Và cái sản phẩm đưa vào giao dịch trên thị trường sẽ từ đơn giản cho đến phức tạp. Thì trước mắt thì chúng ta đã có cái sản phẩm thành công đầu tiên, đó là sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Thì tới đây thì trong giai đoạn ngắn thì cơ quan quản lý cũng sẽ đưa vào giao dịch cái sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ cùng với các đơn vị liên quan nghiên cứu các sản phẩm chỉ số phù hợp với cái điều kiện phát triển của thị trường để đưa vào giới thiệu thêm những cái sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số mới. Và xa hơn nữa là chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để đưa vào cái sản phẩm hợp đồng quyền chọn dựa trên những cái chứng khoán cơ sở, phát triển cái cơ cấu nhà đầu tư theo hướng cân bằng hơn, trong đó khuyến khích cái sự tham gia của các nhà đầu tư có tổ chức, hạn chế bớt sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân, giúp nhà đầu tư cá nhân có cái nhận diện về cái cơ hội cũng như cái rủi ro tốt hơn của thị trường chứng khoán phái sinh, từ đó có những cái quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán phái sinh một cách phù hợp. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm phát triển thị trường chứng khoán phái sinh của các nước trong khu vực như là Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong giai đoạn đầu, số lượng nhà đầu tư chứng khoán cá nhân phái sinh tham gia vào thị trường phái sinh cũng rất là lớn. Bên cạnh những cơ hội đem lại thì nó cũng tạo ra những cái rủi ro cho những cái nhóm nhà đầu tư này. Thì cơ quan quản lý đã có những biện pháp phù hợp để giúp nâng cao cái ý thức cũng như là hạn chế bớt cái rủi ro cho những cái nhóm nhà đầu tư cá nhân dễ bị tổn thương của thị trường. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Đầu tháng 8 năm 2018, Ủy ban Chứng khoán đã phê duyệt mẫu sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ. Trong thời gian tới, HNX sẽ hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng để có thể đưa sản phẩm này vào giao dịch. Ngoài ra, HNX sẽ tiếp tục phối hợp với HOSE hoàn thiện bộ nguyên tắc chỉ số VNX200 làm cơ sở để triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VNX200. Thông tin này cũng đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này.
Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.